Siêu bão Ida đổ bộ bắt đầu tàn phá ở Mỹ. Báo chí Mỹ ngày 30 tháng 8 đưa tin, siêu bão Ida đổ bộ tại bang Louisiana ở Mỹ với gió rất mạnh và mưa lớn, gây mất điện, đảo ngược dòng chảy một đoạn sông Mississippi và đe dọa tính mạng của hàng triệu người. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho hay, bão Ida đổ bộ tại khu vực cảng Faulchon vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương, với sức gió lên đến hơn 240 km/h. Đến chiều cùng ngày, bão suy yếu nhẹ nhưng vẫn có gió giật hơn 200 km/h. Đến khoảng 19 giờ, cơ quan chức năng xác nhận thành phố New Orleans mất điện. Hơn 300.000 ngôi nhà trong khu vực đã mất điện vào buổi chiều và con số này tăng lên đến hơn 750.000 vào buổi tối. Đường phố New Orleans tối om đáng sợ và cây cối gãy đổ nhiều nơi. Gió mạnh còn làm tốc mái bệnh viện Lady of the Sea General ở Galliano, dù cơ quan chức năng cho hay không có người bị thương. Công ty điện lực Entergy cho hay, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có thể mất điện đến 3 tuần. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ trong thời hiện đại. Thực sự chúng tôi chưa biết khi nào lực lượng ứng phó sẽ có thể giúp những người kêu gọi hỗ trợ. Theo thống đốc Louisiana, John Ben Edwards, ông kêu gọi những người chưa sơ tán cần ở trong một gian phòng an toàn trong nhà. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực tại New Orleans và vùng lân cận bị ngập nặng. Trung tâm bão quốc gia dự báo bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền và đến phía tây Mississippi vào ngày 30 tháng 8, trước khi quét qua thung lũng Tennessee vào ngày 31 tháng 8. Báo chí Mỹ thông tin bão Ida diễn biến rất bất thường và mạnh lên rất nhanh, với nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu. Vào sáng 28 tháng 8, cơn bão có sức gió chỉ 136 km h nhưng tăng lên 240 km h chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Bão Ida đổ bộ 16 năm sau siêu bão Katrina càn quét khu vực phía nam Louisiana, khiến hơn 1.800 người không qua khỏi và thiệt hại vật chất lên đến 125 tỷ đô.